Là thí sinh duy nhất của tỉnh Hưng Yên không phải là học sinh trường trung học phổ thông chuyên tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Nguyễn Đức Thiện, học sinh lớp 12A3 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ vẫn xuất sắc đạt giải khuyến khích môn tin học. 3 năm trước, Thiện không trúng tuyển trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, chuyển về học tập tại trường trung học phổ thông gần nhà. Thất bại này không làm Thiện nản lòng. Tình yêu bộ môn tin học cứ lớn dần và nở rộ khi em được bố mẹ mua tặng bộ máy vi tính. Ngoài giờ học, Thiện lại dành thời gian tham gia các diễn đàn tin học trên mạng. Càng khám phá, Thiện càng đam mê môn học này. Không học ở đâu cả, cháu toàn có tự mày mò ra học ở nhà thôi. Chứ nếu mà nói bảo học thêm, gia đình cũng không có điều kiện. Có hôm mà học đến 11, 12 giờ, có hôm học đến 2 giờ. Tôi lúc cũng soát quan, cũng bảo thôi con học ít, thôi học nhiều thế này rồi không ngủ đủ giấc. Thế anh bảo, mẹ cứ yên tâm, con học với mức của con là con vẫn học được, con vẫn, sức khỏe con vẫn tốt. Không có thầy cô hướng dẫn, chỉ bằng niềm đam mê và tinh thần tự học. Chỉ 3 tháng sau khi có máy tính, Thiện không chỉ tự lập trình một số trò chơi đơn giản mà còn tham gia cuộc thi Cooper Junior 2020 và được chọn vào câu lạc bộ tài năng lập trình FPT. Sau mỗi buổi học lý thuyết thì mình nên thực hành áp dụng luôn vào máy tính ạ. Thì nó sẽ nhớ được lâu dài và khi mà mình gặp mấy khó khăn thì mình sẽ tự tìm tòi để sửa. Còn nếu mà khó quá thì mình có thể hỏi những người khác biết rồi. Năng lực của Thiện được thầy cô phát hiện và dạy công vun đắp. Khi là học sinh lớp 11, Thiện đã được cử đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh với các anh chị lớp 12 và giành giải nhì. Nhận thấy tài năng của học trò, Ban giám hiệu trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám đã có nhiều biện pháp tạo điều kiện để Thiện phát huy hết năng lực. Đối với riêng trường hợp của học sinh Nguyễn Đức Thiện, giáo viên bộ môn đã phản ánh về cái tố chất của học sinh khi mà trực tiếp tham gia học bộ môn và đặc biệt là cái việc ở trên phòng thực hành với nhiều những sáng tạo như xây dựng phần mềm. Nhà trường thì đã trực tiếp liên hệ với ban chuyên môn và gọi điện trực tiếp với đồng chí hiệu trưởng của trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Và qua phòng quản lý chất lượng của Sở Giáo dục Tạo thì chúng tôi đã mạnh dạn đăng ký cho học sinh để đăng ký ngay từ khối 11 cho học sinh tham gia đội tuyển học. Không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ, Nguyễn Đức Thiện đã vượt qua kỳ thi tuyển chọn và trở thành thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tin học của tỉnh Hưng Yên. Dù chỉ giành giải khuyến khích, nhưng thành công của Thiện cho thấy chỉ cần niềm đam mê, lòng quyết tâm thì có thể vượt qua những khó khăn, thất bại.